điểm số bây giờ là 7-5. Là đội bóng 6-7. Quang Kỳ đập, Thành đỡ. Điểm bây giờ là 7-7. Ăn điểm trực tiếp. 8-7. Bóng rã qua sân. Đầu điểm 8-8. Đồng chí Ký, Hải Sâm, Tuấn, bóng đang ngoài sân. Hình đều. Đập bóng không có lưới. 09. Bóng đá qua sân. Cú vít bóng lỏng, bóng rơi xuống sân. Quang Ký đập bóng tốt. 0-2. Quang Ký vít bóng. Tiến Thành bỏ bóng tốt. Ngoài điểm 1-3. Cầu thủ Hải với bóng. 1-3. Ngoài điểm 2-3. Tập bóng, bóng ngoài sân. Đội điểm 4-2 cho khối 14. Quang Ký đập bóng rất là hay. 3-4. Đập bóng trúng tay chân. 5-3. Đội điểm 4-5. Năm đều.
Anh này. Sáu năm. Sáu đều. Bóng ra ngoài sân. 7-6. Một bóng ra ngoài sân. Bài đều. Trời ơi, mình thành viên. Hồng bước 1. 8, 7. Bóng chưa có lưới. 9, 7. Không bài, bóng đang ngoài sân. Bóng tốt. Vẫn còn. Đập bóng không có lưới. 8-0. Tám không. Đừng chỉ bảo dạo này có chơi không? Đâu chơi hai xẹt không mà thua cả đối. Như là thắng ba xẹt đi cũng thua cả ba đấy. Trận đấu kết thúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.